Thoát tim khoảnh khắc ô tô con tạt đầu xe container trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn Cô gái kể lại ký ức kinh hoàng bị xâm hại từ năm 8 tuổi, cô mang vào cuộc Đâm chết người trong lúc can cãi nhau Tông vào xe khách giường nằm, một nam sinh tử vong tại chỗ đã bắt được hai đối tượng trong vụ cướp giật 1 tỷ đồng. Chiều 13 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả điều tra truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản 1 tỷ đồng xảy ra tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về tội phạm của công an thành phố Vĩnh Yên với nội dung Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, chị Thanh sinh năm 1990, trú tại huyện Vĩnh Tường, ra ngân hàng Việt Tiên Bang, rút 1 tỷ đồng tiền mặt. Trên đường đi ô tô về, chị Thanh dừng lại ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thì bị hai đối tượng là nam giới đi trên một mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu xanh áp sát, giật túi ni lông, bên trong có 1 tỷ đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng. Quá trình điều tra truy bắt, cơ quan công an xác định ngoài hai đối tượng nam giới trực tiếp cướp giật tài sản của chị Thanh nêu trên, còn có thêm một đối tượng là nam giới đeo kính gọng đen, đi trên một xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh cùng tham gia thực hiện. Đến 15 giờ 20 phút ngày 9 tháng 3, đối tượng Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999 đã ra đầu thú. Tiếp đó khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 3, công an bắt giữ đối tượng thứ hai là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992. Đáng chú ý, đối tượng Hùng đã có 4 tiền án và trực tiếp cướp giật tài sản của chị Thanh. Đối tượng còn lại là Dương Đức Luân, sinh năm 2000, trú tại thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, hiện đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối tượng Dương Đức Luân. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng và Nam khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên ba đối tượng tham gia nhóm Facebook hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc. Sau đó, ba đối tượng cùng chung ý tưởng, nhắn tin riêng, hẹn gặp gỡ để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Video thoát tim khoảnh khắc ô tô con tạt đầu container trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn Chiều ngày 13 tháng 3, một lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 4, cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết, đơn vị vừa nắm được thông tin vụ việc ô tô vượt ẩu trên cao tốc Cam lộ La Sơn và đang cho xác minh để mời tài xế ô tô con trên về làm việc. Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container với nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của ô tô con. Biển kiểm soát 51A xảy ra vào khoảng 7 giờ 58 sáng ngày 13 tháng 3 trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Đây là đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm trên, xe container đang lưu thông trên làng đường giáp giải phân cách ở giữa đoạn có 4 làng xe. Khi xe container kết thúc đoạn vuốt cổ chai chuyển từ 4 làng sang 2 làng, một ô tô con vượt lên bên phải tạt đầu xe container. Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều người cho rằng hành vi chạy xe vượt lên của tài xế ô tô con là sai quy định và rất nguy hiểm. Một số người còn nói rằng tình huống vượt xe của tài xế ô tô con giống với vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong xảy ra vào ngày 18 tháng 2. Đâm chết người trong lúc can cãi nhau Ngày 13 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam Trần Văn Chí, 43 tuổi, ngụ tại huyện Hồng Ngự, về hành vi giết người Trước đó ngày 7 tháng 3, Chí thấy anh Trần Văn Đức, 36 tuổi, ngủ tại huyện Hồng Ngự và một người khác đang cãi nhau trong tình trạng say rượu nên lại gần can ngăn. Sự việc dẫn đến cự cãi giữa Chí và anh Đức. Trong khi xô xát, Chí dùng dao đâm anh Đức tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn, ra đầu thú vào ngày hôm sau. Tông vào xe khách giường nằm, một nam sinh tử vong tại chỗ. Tối 13 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT741, đoạn qua khu phố Tân An thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Giữa xe máy và xe khách dừng nằm khiến một người chết, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, hai nam thanh niên cùng 17 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, điều khiển xe máy chở nhau lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ chợ Đồng Phú ra đường DT741. Đến ngã tư giao nhau với đường DT741, thuộc khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú. Xe máy chở hai thanh niên bất ngờ đâm thẳng vào hông xe khách dường nằm, chưa rõ biển số, lưu thông trên đường DT741, hướng từ tỉnh Bình Dương đi huyện Đồng Phú. Cú tông mạnh khiến một thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng. Bắt giữ kẻ lừa bé gái người nước ngoài cướp tài sản ở Khánh Hòa Chiều 13 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Bá Tiến, sinh năm 1991, ở xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11 tháng 3, Tiến điều khiển xe mô tô nhãn hiệu quay đến khu vực phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang để cướp giật tài sản của người đi đường. Đến đường Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hòa, Tiến thấy du khách người nước ngoài là cháu Casalova Marina, sinh năm 2010, người Belarus, đang đi bộ trên đường để tìm mẹ, trên tay cầm điện thoại. Đối tượng dừng xe, gọi cháu Marina đến, rồi giả vờ giúp đỡ bằng cách chở Casalova Marina để tìm mẹ tới vị trí định vị gửi trên điện thoại. Khi chở bé gái người Belarus đến khu vực gần chùa Vĩnh Pháp, thôn Hòn Nghe Một, Tiến đã đẩy Casalova Marina ngã xuống, rồi cướp ba lô và điện thoại. Bé Kazalova Marina bò dậy đuổi theo thì bị đối tượng ném mũ bảo hiểm vào người, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau nhiều giờ truy xét, đến trưa 12 tháng 3, Cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang đã bắt được Tiến. Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, sau khi cướp được ba lô và điện thoại của nạn nhân, đối tượng điều khiển xe chạy đi rồi lục ba lô nhưng không có tài sản có giá trị nên vứt bỏ. Sau đó tiếp tục đi đến tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Ngọc để bẻ khóa mật khẩu điện thoại vừa cướp được. Cô gái kể lại ký ức kinh hoàng bị xâm hại từ năm 8 tuổi, công an vào cuộc. Ngày 12 tháng 3, tại buổi làm việc với báo chí, một đại diện công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã cung cấp một số thông tin liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm. Em Tạ Hoàng Thủy, sinh năm 2003, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, là người đứng đơn tố cáo bị xâm hại tình dục từ khi mới 8 tuổi, xảy ra tại khu tập thể phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cách đây hơn 10 năm. Người bị tố cáo là Tạ Văn Vinh. Sinh năm 1993, hiện đang sinh sống tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ông Trịnh Đình Trường, cán bộ điều tra công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện tại vụ việc vẫn đang trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trả lời lý do tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm, ông Trường cho hay, cơ quan điều tra cần thu thập thêm thông tin để xác minh có hành vi tội phạm hay không. Cũng theo cán bộ điều tra, sau khi có đơn tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã mời anh Vinh lên làm việc. Vinh không thừa nhận hành vi hiếp dâm, chỉ khai có bế và hôn vào má chị Thủy. Tuy nhiên, hành vi này xảy ra từ năm 2008, thời điểm đó Vinh mới 16 tuổi nên không đủ căn cứ để xử lý. Mới đây, em Thủy đã chính thức gửi đơn đến công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em của một đối tượng, do chính em là nạn nhân, khi đó mới 8 tuổi. Theo nội dung tố cáo, gia đình nạn nhân sống tại một khu tập thể phường Cổ Nhuế. Năm 2011, khi mới 8 tuổi, do tính chất công việc của bố mẹ nên gia đình nhờ em họ, tức Vinh, đón từ trường về nhà Vinh. Theo nạn nhân, trong thời gian khoảng 6 tuần, cứ hôm nào không có người ở nhà thì Vinh đưa Thùy lên tầng 2 để thực hiện hành vi đổi bại. Sau mỗi lần xâm hại, Vinh đưa Thùy vào nhà vệ sinh. Để Thùy ngồi lên toilet rồi dùng vòi nước xịt rửa với mong muốn sạch các dấu vết mà Vinh để lại trên và trong cơ thể Thùy và đe dọa là không được nói với ai về việc ấy. Theo lời Thùy, do còn nhỏ nên cô không ý thức được Nay, tôi đã đủ 18 tuổi, tôi có thể tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến bản thân mình. Vậy nên, tôi gửi đơn tố giác tội phạm với quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo đã tường trình trong đơn. Cổ động viên câu lạc bộ công an Hà Nội treo băng rôn sổ đỏ trên sân hàng đẩy. Tối 13 tháng 3, trên sân Hàng Đẩy đã diễn ra trận đấu giữa Thể công Viettel với Công an Hà Nội trong khung khổ vòng 16 đội cấp quốc gia 2023-2024. Kết quả, Thể công Viettel đánh bại Công an Hà Nội với tỷ số 1-0. Dù vậy, điều gây xôn xao dư luận không phải việc thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak bị thể công Viettel loại khỏi cấp quốc gia 2023-2024, mà là tấm băng rôn do các cổ động viên treo trên sân Trước khi trận đấu diễn ra, một nhóm cổ động viên được cho là của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã treo băng rôn rất to ở kháng đài B với nội dung sổ đỏ đội bóng đá Công an Hà Nội, sân nhà hàng đẩy, cấp năm 1956. Tấm băng rôn với nội dung không phù hợp với khuôn khổ trận đấu và quy định của ban tổ chức giải, nên sau đó đã bị ban tổ chức trận đấu và lực lượng an ninh tháo gỡ. Mặc dù chỉ xuất hiện ít phút, nhưng hình ảnh về tấm băng rôn đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội và gây nhiều chú ý. Lý do là bởi những ngày qua, câu chuyện về ba đội bóng V-League là Hà Nội, Công an Hà Nội, thể công Viettel đều nhất quyết muốn sử dụng sân hàng đẩy làm sân nhà. Trong khi đó, theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, mỗi sân chỉ được tối đa hai đội thi đấu. Vì thế, ngày 11 tháng 3, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã phải chủ trì cuộc họp với ba câu lạc bộ để tìm hướng giải quyết. Dù vậy, kết thúc cuộc họp, ba đội đều nhất quyết muốn ở lại và không ai chịu rời sân hàng đẩy. lá thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Bảy từ đảo Gạc Ma gửi về gia đình. Liệt sĩ Trần Văn Bảy sinh năm 1967 ở Hà Nam, nhập ngũ năm 1985, hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1988 trên tàu HQ 604 trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại đảo đá Gạt Ma thuộc cộng sinh tồn quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa khi vừa tròn 20 tuổi. Ông Trần Văn Thu, anh cha liệt sĩ Trần Văn Bảy cho biết. Gia đình ông vốn có truyền thống cách mạng, cha là chiến sĩ kháng chiến chống thực dân Pháp. Gia đình có hai liệt sĩ là Trần Văn Uộn và Trần Văn Uổng đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Đang học lớp 12, anh Bảy viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, xã kiên quyết không đồng ý cho anh Bảy nhập ngũ. Kể cả gia đình cũng khuyên can, bảo đợi học xong rồi đi, nhưng anh Bảy xuống tận huyện, gặp chủ tịch huyện, rồi xin đi bộ đội bằng được. Trước ngày em bảy nhập ngủ, mẹ tôi mắt đỏ hoe dặn dò bảy phải giữ gìn sức khỏe. Bảy bảo bố mẹ yên tâm, con đi vài năm rồi về. Lúc đó con sẽ lấy vợ để bố mẹ thỏa mong ước có cháu bế bồng. Ông Thu nhớ lại. Một ngày đầu tháng 3 năm 1988, gia đình nhận được lá thư của anh Bảy gửi về. Trong thư anh viết, Tết trong này nói chung là vui vẻ nhưng thiếu mỗi tình cảm thôi. Con vẫn khỏe, bố mẹ và các anh chị cứ an tâm. Còn tình hình công tác, mùng 1 tháng 3 tàu rời Sài Gòn đi cam ranh, chở hàng cam ranh đi Trường Sa, cho nên ngày mai tàu con rời bến đi đảo. Nói đi đảo Trường Sa, có lẽ bố mẹ buồn, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Nhận được thư em trai gửi về nhà vài ngày, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, thì ông Thu nghe thấy trên radio phát đi danh sách 64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạp Ma lúc nghe đến tên trần văn bảy ông thu nín lặng bỏ bữa cơm chạy ra ngoài không dám báo hung tin cho gia đình ông thu nhớ lại lúc biết tin em bảy mất cả nhà tôi òa khóc mẹ gào khóc thế là mất nó rồi rồi liệm đi gia đình tôi có 8 anh chị em có bốn anh em trai tham gia bộ đội bố tôi tham gia kháng chiến chống pháp mẹ tôi bốn lần tiễn con đi thì ba lần tuôn nước mắt Hiện nay, bức thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Bảy đã được gia đình tặng cho Bảo tàng tỉnh Hà Nam để lưu giữ và trưng bày. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.